vì sự thành công của quân đội Mỹ trong việc hỗ trợ Israel ngăn đợt tấn công tên lửa và máy bay không người lái UAV từ Iran vừa qua có thể tạm thời chứng tỏ lực lượng Washington sẵn sàng cho bất cứ chuyện gì sắp xảy ra giữa hai nước này. Trong bối cảnh Iran và Israel đối mặt nguy cơ chuyển từ chiến tranh trong bóng tối sang đối đầu trực tiếp, quân đội Mỹ cần xem xét lại chiến lược ở khu vực Trung Đông. Tuy đã đánh chặn thành công các loại UAV và tên lửa của Iran, nhưng các quan chức và cựu quan chức Mỹ cho rằng. Lực lượng nước này chưa sẵn sàng cho một cuộc xung đột lớn và kéo dài ở Trung Đông. Vì thế, Lầu Năm Góc có lẽ cần phải đánh giá lại về nhu cầu quân sự khu vực nếu cuộc khủng hoảng trở nên nghiêm trọng hơn. Ông Michael Munroy, cựu phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ về Trung Đông dưới thời Tổng thống Donald Trump cho rằng, tôi không cho rằng chúng ta có đủ lực lượng cần thiết để ủng hộ Israel nếu xảy ra chiến tranh trực tiếp giữa nước này và Iran. Dù Tehran cho hay chưa có kế hoạch đáp trả vụ tấn công của Israel hôm 19 tháng 4, nhưng đợt tấn công theo kiểu ăn miếng trả miếng làm gia tăng lo ngại bùng nổ chiến tranh khu vực mà Mỹ muốn ngăn chặn. Kể từ khi lực lượng Hamas tấn công Israel mở màn cho cuộc xung đột Gaza, Mỹ đã đưa hàng ngàn quân nhân đến khu vực vốn đang chứng kiến sự suy giảm hiện diện quân sự của Mỹ trong những năm gần đây. Thế nhưng những quân nhân này được đưa đến trên các tàu chiến và máy bay chiến đấu ra vào khu vực và chỉ được triển khai tạm thời. Chiến lược tăng cường binh lực tạm thời của Mỹ để giải quyết các vấn đề ở Trung Đông có thể được thử nghiệm nếu Iran và Israel mở màn các cuộc tấn công trả đũa nhau. Ông Joseph Volten, tướng lục quân 4 sao đã nghỉ hưu, từng chỉ huy lực lượng Mỹ ở Trung Đông nhận định: "Tôi cho rằng quân đội Mỹ cần cân nhắc lại ý tưởng về năng lực quân sự cần thiết và bền vững cho khu vực." Tướng Volten và các cựu quan chức lâu năm góc khác cho biết, thành công của quân đội Mỹ trong việc bắn hạ máy bay không người lái và tên lửa của Iran có lẽ được hỗ trợ bởi thông tin tình báo, cho phép lâu năm góc đoán trước thời điểm và mục tiêu tấn công của Iran. Các quan chức Mỹ cho biết, Iran dường như không muốn một cuộc chiến tranh toàn diện với Israel và Tehran đã hạ thấp tầm quan trọng của cuộc tấn công trả đũa tên vừa qua. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo tình hình vẫn khó lường, đặc biệt khi xung đột Israel Hamas chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Tuy nhiên theo các quan chức Mỹ, việc gửi thêm quân đến Trung Đông và củng cố các cơ sở tình báo trong thời gian dài có thể gặp nhiều khó khăn khi nguồn lực đều tập trung ở châu Âu và châu Á. Ngày 13 tháng 4 tại phòng tình huống ở Nhà Trắng, Tổng thống Biden cùng với đội an ninh quốc gia tỏ ra lo ngại khi màn hình lần lượt chỉ 30 rồi 60 và rồi hơn 100 tên lửa đạn đạo được Iran phóng đi nhằm hướng Israel. Giới chức Mỹ sau này thuật lại rằng quy mô đòn tấn công trực tiếp lần đầu tiên của Iran nhằm vào Israel chính là viễn cảnh tồi tệ nhất mà các cơ quan tình báo Mỹ từng tính đến. Nó không chỉ đe dọa đồng minh thân cận của Mỹ mà còn hủy hoại kỳ vọng của ông Biden về ngăn khủng hoảng Gaza kéo dài trong 6 tháng phát triển thành chiến tranh toàn diện khu vực. Nhiều tên lửa hành trình cùng với loạt thiết bị bay không người lái UAV tấn công theo đàn cũng xuất hiện trong không trung với thời điểm vươn tới mục tiêu trùng với tên lửa đạn đạo. Đó là đòn tập kích ồ ạt mà ông Biden cùng đội phụ tá lo ngại có thể sẽ gây quá tải đối với lớp phòng thủ tăng cường mà Mỹ và Israel đã chuẩn bị trong hơn một tuần trước đó. Có mặt tại phòng tình huống vào lúc 5 giờ 15 phút chiều ngày 13 tháng 4, ông Biden và đội ngũ cố vấn không thể chắc chắn rằng hệ thống chống tên lửa của Israel được gia cố bởi hệ thống phòng không cùng vũ khí chống UAV của Mỹ trong 10 ngày trước đó liệu có đánh chặn gần 99% tên lửa UAV của Iran hay không. Một quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Biden tham dự cuộc họp tại phòng tình huống thuật lại. Hiệu quả phòng thủ vẫn còn chưa rõ ràng, cho đến khi nhận được thông báo sau đó. Chờ đợi trong áp lực khi dõi theo đòn tấn công từ Iran là một trong những thời khắc căng thẳng nhất đối với ông Biden và đội ngũ an ninh quốc gia trong cuộc khủng hoảng kéo dài 19 ngày, một tiến trình mà giới chức rơi vào tình cảnh thiếu thông tin. Không biết Israel và Iran lên kế hoạch ra sao trong quãng thời gian có tính quyết định. Câu chuyện khởi đầu từ việc Israel ngày 1 tháng 4 đơn phương không kích tòa nhà lãnh sự trong khu phức hợp Đại sứ quán Iran ở thủ đô Damascus mà không tham vấn trước với Mỹ. Cuộc tấn công khiến nhiều quan chức quân sự cấp cao của Iran thiệt mạng, trong đó có tướng Mohammad Reza Zahedi, một nhân vật quan trọng trong lực lượng đặc biệt quát thuộc vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Vài phút trước khi không kích, một quan chức Israel đánh tiếng với đồng cấp người Mỹ về việc Israel đang mở được tấn công, nhưng không có bất kỳ thông tin nào về địa điểm không kích lẫn mục tiêu cần triệt hạ. Nhà Trắng ngay sau đó nắm được một vụ tấn công khác diễn ra trong ngày ngoài dự định của Israel. Israel tập kích bằng UAV nhằm vào một đoàn xe vận chuyển nhân đạo ở Gaza, làm bệnh nhân viên của tổ chức nhân đạo của Central Kitchen thiệt mạng. Ngay sau cuộc không kích nhằm vào Damas, đại sứ Israel Michael Herzog và tùy viên quốc phòng Israel có mặt tại Nhà Trắng khi cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jeff Sullivan và nhiều cố vấn hàng đầu Nhà Trắng điện đàm truyền hình trực tuyến với giới chức Israel. Trong trao đổi bên lề, ông Herzog giải thích rằng mục tiêu không kích của Israel là tướng Zahedi và sĩ quan cao cấp khác của Iran. Trong khi chờ đợi phản ứng từ Tehran, không nhiều giới chức Mỹ và Israel dự đoán Iran sẽ tấn công trực tiếp Israel, hành động chưa từng xảy ra trước đó. Phía Mỹ lo ngại cuộc không kích từ Israel có nguy cơ kích hoạt quân ủy nhiệm Iran tấn công các vị trí đồn trú của Mỹ ở Iraq và Syria, nơi có sự hiện diện của 4.500 lính Mỹ và nhân viên nhà thầu dân sự tại những căn cứ ở khu vực. Giới chức Mỹ phỏng đoán Iran có thể sẽ tấn công một tòa đại sứ Israel ở bên ngoài để trả đũa. Một quan chức Mỹ tiết lộ Iran sau đó thông qua Đại sứ quán Thụy Sĩ ở Tehran gửi văn bản tới Mỹ, cáo buộc Mỹ có liên quan đến vụ tấn công bằng ngôn từ ham dọa. Nhà Trắng phủ nhận không liên quan đến vụ việc. Hai ngày sau, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin điện đàm với người đồng cấp người Israel Joab Gallen. Trong trao đổi, ông Lloyd Austin thể hiện thái độ bực bội trước việc Bộ trưởng Israel không thông báo về kế hoạch không kích này, dù ông Gallen trước đó một tuần có cuộc gặp với ông Austin tại Lầu Năm Góc. Việc một quan chức cấp cao IRGC, người có liên hệ chặt chẽ với giới lãnh đạo tại Tehran, bị Israel sát hại, khiến giới chức Iran tức giận. Họ cho rằng tòa nhà Israel nhắm đến là một cơ sở ngoại giao, điều Israel phủ nhận trong trao đổi với phía Mỹ. Sau khi không có được tuyên bố lên án Israel từ Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Tehran phát tín hiệu sẽ trả đũa. Tổng thống Iran Ibrahim Raisi nhấn mạnh, cuộc tấn công của Israel sẽ bị đáp trả. Quan hệ Mỹ-Israel xuống ngưỡng thấp ở thời điểm đó. Trong cuộc điện đàm căng thẳng ngày 4 tháng 4, ông Biden thông báo với Thủ tướng Benjamin Netanyahu rằng ủng hộ quốc tế đối với Israel chạm đáy sau vụ tấn công khiến 7 nhân viên cứu trợ cuộc Central Kitchen thiệt mạng. Israel cần cho phép hàng viện trợ vào Gaza nhiều hơn, giảm thương vong đối với dân thường và chính sách của Mỹ đối với Gaza sẽ dựa trên hành xử của Israel. Một quan chức Mỹ thuật lại lời ông Biden tại cuộc điện đàm. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ cũng nói với giới lãnh đạo Israel rằng Washington sẽ bảo vệ Israel trước nguy cơ bị Iran tấn công. Ông Biden lệnh cho Lầu Năm Góc gấp rút triển khai biện pháp bảo vệ Israel và quân đội Mỹ kích hoạt các kế hoạch bảo mật cao về trợ giúp Israel trong khủng hoảng. Khi ông Biden tiếp Thủ tướng Nhật Bản tại Nhà Trắng ngày mùng 10 tháng 4, Bộ trưởng Austin tiến đến và kéo Tổng thống Mỹ ra cặp riêng, xin được quyền điều động tàu khu trục USS Kane, vốn đang trên đường tiến về căn cứ ở Florida, thay đổi lịch trình và ở lại Trung Đông. Tàu USS Kane sau đó cùng với tàu khu trục USS Alec hiện diện ở Đông Địa Trung Hải, ở cự ly đủ gần để phát hiện, bắn hạ tên lửa nhằm vào Israel bằng tên lửa đánh chặn SM-3, loại vũ khí chưa từng được sử dụng để bắn hạ tên lửa đạn đạo trong thực chiến. Một đội cố vấn quân sự Mỹ bí mật tới Tel Aviv để lên kế hoạch thành lập một trung tâm điều hành phòng thủ tên lửa với những người đồng cấp Israel. Đoán trước Iran sẽ sử dụng UAV để tấn công, một số lượng lớn tiêm kích F-15E được điều đến khu vực để đánh chặn UAV. Một số tiêm kích F-16 đóng tại khu vực cũng tham gia vào chiến dịch này. Kế hoạch cũng đề cập việc để máy bay chiến đấu của Ả Rập Xê Út và Jordani bảo vệ không phận hai nước này. Tàu sân bay USS Eisenhower đang hiện diện ngoài khơi biển đỏ gần Yemen cũng di chuyển gần về phía Israel và vị trí sẵn sàng để tiêm kích trên tàu xuất kích đánh chặn UAV do phiến quân Houthi ở Yemen phóng lên. Các cố vấn hàng đầu trong chính quyền Biden liên tục điện đàm, thông qua chính phủ các nước khác để chuyển thông điệp tới Iran, hối thúc Tehran không đáp trả. Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ CIA William Burns đề nghị đồng cấp các nước châu Âu, Trung Đông và Thổ Nhĩ Kỳ dục Iran xuống thang nhiều ngày qua đi mà Iran vẫn chưa có phản ứng. Giới chức Mỹ và Israel kết luận rằng Iran đang lên kế hoạch tấn công trực tiếp nhằm vào lãnh thổ Israel và sẽ ở quy mô lớn. Vấn đề còn lại là thời điểm tiến hành và mục tiêu Iran nhắm đến. Tướng Eric Kurila, tư lệnh bộ chỉ huy trung tâm Sencom đóng tại vùng Vịnh, tới Israel ngày 11 tháng 4, đẩy sớm lịch trình công du đã được lên lịch trước đó vì lo ngại nguy cơ tấn công hiển hiện từ Iran. Ông Gurila muốn ở lại Israel qua thời điểm Iran tấn công, nhưng Bộ trưởng Austin yêu cầu ông rời đi vì lo ngại hiện diện của tướng Gurila có thể khiến Mỹ bị coi là vào hùa với chính quyền Netanyahu trong bất kỳ đòn trả đũa nào từ Israel. Tướng Gurila tiếp tục tham gia hoạch định kế hoạch từ Jordani. Khi Tổng thống Biden vừa về tới Rehoboth Beach, bang Delaware vào tối ngày 12 tháng 4, kế hoạch tấn công của Iran ngày một rõ Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết, chúng tôi nhận được thông tin tình báo rõ ràng hơn và chắc chắn hơn về thời điểm cụ thể về đòn tấn công sắp tới của Iran. Ông Biden lập tức quay trở lại thủ đô Washington ngay trong đêm. Khi Iran bắt đầu tấn công vào tối ngày 13 tháng 4, giới chức Mỹ tại phòng tình huống và lầu năm góc nhận ra ba đợt sóng vũ khí giờ không phận Iran bay qua Iraq, Jordani và hướng về phía Israel. Theo lời kể của một quan chức cấp cao Mỹ, dù có nhận được cảnh báo sớm, nhưng Mỹ vẫn bị bất ngờ và sốc trước quy mô đáp trả từ Iran. Đầu tiên là đòn không kích với khoảng 150 UAV được Iran phóng lên, một vụ tấn công UAV theo đàn lớn nhất từng diễn ra trong tác chiến thực. Số UAV này mất từ 5 đến 7 tiếng mới tới được Israel. Kế đến là loạt phóng 30 tên lửa hành trình, thời gian tiếp cận mục tiêu khoảng từ 2 đến 3 tiếng. Sau cùng là tấn công bằng tên lửa đạn đạo, vũ khí chỉ cần vài chục phút là đã bay tới Israel. Iran lên địch 3 loạt phóng với ý định loạt UAV, tên lửa này sẽ tập kích mục tiêu ở cùng thời điểm, gây quá tải đối với hệ thống phòng thủ của Israel. Iran tránh các mục tiêu dân sự, thay vào đó là mục tiêu quân sự như căn cứ Nevatim ở vùng sa mạc Negev, nơi đóng trú của loạt tiêm kích F-35 hiện đại. Lớp phòng thủ dày đặc được tướng Kurila và nhiều quan chức quân sự giáp nối vài ngày trước đó giúp bảo vệ thành công Israel trước đòn đánh quy mô lớn nhất mà nước này từng đối mặt trong nhiều thập kỷ. Chưa có nước nào tìm cách đánh chặn số lượng lớn tên lửa đạn đạo như vậy. Washington trước đó tin rằng lực lượng Mỹ và Israel có thể tiêu diệt 50 tên lửa đạn đạo, nhưng chưa biết xử lý ra sao với hơn 100 tên lửa còn lại. Hệ thống phòng thủ Arrow tiêu diệt phần lớn tên lửa đạn đạo, trong khi hai tàu khu trục của Mỹ ở Đông Địa Trung Hải bắn hạ một số. Một tổ hợp phòng thủ tên lửa Patriot ở Erbil, Iraq cũng đánh chặn thành công một tên lửa đạn đạo từ Iran. Cùng thời điểm đó, số drone chủ yếu bị tiêm kích của Mỹ, Anh, Pháp và Israel triệt hạ. Sau khi Israel không hề hấn gì, Nhà Trắng chuyển hướng từ bảo vệ sang kiềm chế Israel. Khoảng 9 giờ tối ngày 13 tháng 4 theo giờ địa phương, Tổng thống Biden và ông Netanyahu có cuộc điện đàm căng thẳng. Trong trao đổi, ông Biden khuyên nhà lãnh đạo Israel, người đứng đầu nội các chiến tranh, suy tính kỹ về bước đi tiếp theo và giành chiến thắng. Ông lưu ý rằng quân đội Israel đã loại trừ thủ lĩnh quân sự của Iran, phụ trách chiến trường Liban-Syri và cuộc tấn công đáp trả của Iran đã thất bại. Giới chức Mỹ lập luận Israel hiện ở vị thế khác biệt và thuận lợi hơn về mặt chiến lược so với thời điểm bị quốc tế lên án vì không kích đoàn xe nhân đạo của cuộc Central Kitchen. Nếu vội phá đáp trả, Israel có thể sẽ một lần nữa đánh mất ủng hộ quốc tế mới vừa khôi phục lại được một phần. Nhưng những thành viên trong chính phủ liên minh cực hữu của ông Netanyahu lại đòi phải trả đũa nhanh chóng và quy mô. Ông Netanyahu sau đó còn nói với các nghị sĩ thuộc đảng Likud rằng ông quyết tâm đáp trả Iran nhưng theo một cách thức phù hợp và không vô trách nhiệm. Dạng sáng ngày 19 tháng 4, Israel được cho là đã tấn công nhằm vào một cơ sở quân sự duy nhất của Iran ở tỉnh Isfahan. Đòn tập kích quy mô nhỏ, nhưng cho thấy Israel có thể xuyên thủng các lớp phòng thủ của Iran, tấn công sâu vào lãnh thổ đối phương, gửi đi cảnh báo rõ nét sau cuộc tấn công bất thành của Tehran. Khác với đòn không kích nhằm vào Damas, vốn là nguyên nhân kích hoạt khủng hoảng 19 ngày trước đó, lần này Israel thông báo trước cho Mỹ về tấn công hạn chế. Nhà Trắng, ít nhất cho tới thời điểm này, đã tránh được một cuộc chiến tranh lan rộng thưa quý vị có thể thấy mỹ và phương tây vẫn đang nỗ lực giảm leo thang căng thẳng ở trung đông nhằm giải tỏa áp lực tăng giá dầu và ổn định nền kinh tế thế giới vốn đã mong manh trong những năm vừa qua các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng biện pháp khắc phục tốt nhất cho tình trạng căng thẳng âm mỉ trên khắp trung đông là chấm dứt xung đột ở gaza một lệnh ngừng bắn sẽ ngăn chặn các cuộc tấn công của dân quân iraq vào mỹ chấm dứt các cuộc tấn công của houthi cũng như ngăn đà leo thang giữa iran với israel giữa israel với hezbollah thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại